chả có gì ngoài tiền. Chị biết, chị muốn đầu tư vào hai em. Em cần một người mà giúp em để xây dựng lên một cái đế chế, hay là em chỉ muốn một khách hàng thôi? Em chọn ai là đối tác và cái tầm của người đó có thể nâng được em lên. Khi đầu tư vào về khởi nghiệp thì anh quan tâm một là ngành, thứ hai là người để có thể lead được cái ngành đấy. Lợi ích chỉ có thể đem tới công ty, không phải là chỉ số tiền không. Đừng bao giờ nói về tiền bạc trước khi biết về giá trị của nó. Bảo hiểm thì không có hiệu quả, đã làm gì thì làm đến cùng.